anh chị và các bạn đã xem kênh Dân Dã Đồng Quê. Sáng hôm nay Diền có chuẩn bị một mâm bắp chà cả nhà ơi, thì Diền sẽ bán cho bà con vào buổi sáng nha. Thì bắp á, nó có làm ra rất là nhiều loại, bắp chà, bắp hầm, rồi bắp xôi, nói chung á, là cũng nhiều loại lắm, nhìn cũng rất là hấp dẫn nha cả nhà. Cái loại bắp này nó còn nguyên hộp nè, có tím tím, trắng trắng. Thì hôm nay Diền sẽ bán là ăn chung với dừa, với mè, với đường. Rồi, bà ba á, trước tiên á, bán, bà ba lúc nào á, đi ngang gặp á, là cũng ủng hộ hết. Bà ba ủng hộ Diền 2 hộp. Bà ba đẩy xuống sớm ha bà ba. Cái bắp này sao mà ta gọi là bắp chà bà ba? Bà biết không? Cũng không biết. Cái này nó còn nguyên hộp cơ mà. Dừa này á, là dừa non á cả nhà. Mình ăn nó ngon. Ừ, bắp này là dừa non. Dạ. Ở trong đó có cái muỗng nè. Cho mè. Dừa. Con để đường riêng ha bà ba. Đây mình có chuẩn bị mấy bịch đường riêng luôn. Bắp đi cô Châu ơi, cho con. Dạ bắp chà cô Châu ơi. Dạ bắp to. Dạ này bắp to, bắp xôi. Còn này bắp chà. Dạ. Rồi cho con gửi bà ba 2 hộp. Dạ. Rồi, cảm ơn nha. Cảm ơn bà ba. Diền có ủng hộ bà ba lại gói xôi với bột bánh tằm. Bữa nay là như đổi. Cô Châu một hộp luôn. Chị. Hai hộp. Hai hộp hả chị? Ủa đi lên sao họ thấy không mua gì về hết trơn ạ? Bà kêu ấy nước mắm mà sao không thấy bả rồi đi về. Đường chung riêng cô Châu. Ăn liền chung. Đường riêng đi. Riêng ha. Có bọc không? Dạ có. Chưa ăn là sợ nó chảy nữa. Dạ. Rồi con gửi cô Châu luôn. Để đường rồi ha. Dạ đường dưới nè. Bánh mì nóng giòn. Dạ. Dạ. Bọc tiền thoại đâu rồi chị? Tiền cắt kỹ quá. Mua thuốc dưới đá. Rồi cho con gửi cô Châu 5.000. Cảm ơn cô Châu. Chị 2 hộp hả chị? Đường chung riêng chị. Đường riêng đi để tới tiền nào đói bụng. Vàng nào đói ăn ha. Làm treo nào. Dạ. Chứ sáng không ăn sáng rồi mới làm sao? Sáng cơm. Sáng bữa nào cũng nấu cơm sốt ra ăn cơm. Yeah. Làm để đói rồi làm. Yeah. Sáng bữa nào cũng ăn cơm chứ. Dạ. Ăn cơm nó chắc bụng. Rồi. Rồi. Để thấy cho em đi, để thấy em đi. Ăn cơm ở 9 giờ đó. Dạ. Rồi cho em gửi luôn. Cảm ơn chị nhiều. Ờ quên đem muỗng muỗng chị. Đây cho em gửi. Cảm ơn chị luôn nha. Bắp chà không chú ơi? Đói rồi lính. Mà kêu lính luôn à. Bữa nay có đi mần không? Đi mần.
giao hàng, đi lấy hàng. Đi giao ở đâu lận? Trời trời. Giao ở bên ở trên bến đò Cồn chính á, à. Dưới bên sông á, đó có cái cảng nhà bên. Hello. Sao bữa nay không hát nữa trời? Không. Kiểu ca sĩ vậy đó. Ở vậy gặp. Gặp là hát liền. Mình tới giờ dễ luôn. Dạ. Mỗi lần nó gặp mình sợ. Bởi vì giúp trên bờ tránh cho. Rồi ca hay quá. Giỏi quá. Đây cho gửi 75.000. Cảm ơn bảy. Về trước nghe ca sĩ. Giúp đi ca nha. Tạm biệt mẹ cánh chim chim chim. Mời em vào giấc mơ còn nhớ giấc mơ cha mẹ. Chờ mình nó nghe giấc mơ cha mẹ chờ mình nó. Giỏi quá. Yêu. Quá giỏi quá giỏi quá giỏi. Ai mà giỏi vậy ta? Đẹp. Ai vậy? Vô xe nghe ơi. Đây cho chị gửi em. Cảm ơn em. Cầm đậu coi chừng rớt cái muỗng. Rồi. Bác Nam. Bác Nam một gói ha. Sáng đi cắt cỏ chưa bác Nam? Bác Nam ăn liền không? Con để đường. Rồi cho con gửi bác Năm luôn. Rồi bác Năm lại 15.000. Cảm ơn bác Năm. Chụp. Lấy vô tiền thòi lại. Bắp không út ơi. Sáng giờ bắp đi đồng chưa? Ăn rồi mới đi ha. Gói 5.000 đi. Dạ gói 5.000 luôn. Liền luôn ha út. Rồi để vô ăn liền. Liền là con biết con để đường luôn. Cho con út khỏi chút ra. À, cho con gửi ông Út. Cảm ơn ông Út. Bắp ông Sáu ơi, bắp thì chú Hai. Ông Sáu. Bắp ông Sáu ơi. Dạ. Sáu một hộp luôn. Ăn luôn em Sáu. Là con để đường chung cho ông Sáu khỏi phải chút ga cái bọc. Rồi cho con gửi ông Sáu. Con thòi ông Sáu là 5.000. Cảm ơn ông Sáu. Trang đường cho ông cái nữa rồi nè. Nam có mặn gì cho ai không? Không. Nè, con gửi nè. Chợ về của ai? Ừ.
Dạ 25 ngàn. Để cho đường chung riêng của ai? Chung đi. Để chung kìa. Đường mẹ dừa. Cho con cá bỏ được không? Rồi, cái muỗng của ai? Rồi, con hỏi 5 ngàn luôn. Cảm ơn cô hai. Học nữa hay gì cô cháu? Dạ 5 ngàn à Bảo ơi. Mấy hộp? Hai hộp ha. Dạ. Ăn liền chị để đường chung ha. Bánh gì vậy? Dạ bắp, bắp vương của thôi. Chợ sớm dữ ha cô. Sớm vậy. Cả này mai đỡ không cô hả? Không rải có rải đâu, rải không. Vậy hả? Rồi cho chị gửi Bảo hai hộp. Rồi chị cảm ơn luôn nha. Cứ hôm một hộp luôn. Sao bà không mai mụn đừng đi cái người ta chuyển qua chuyển lại. Không được, mụn không được. Con thấy dễ mà. Con để chung hay riêng? Đường. Chung đi. Chung nha. Về ăn luôn. Rồi cho con gửi luôn. Cảm ơn cô. Một hộp hen nha. Một hộp hen. Bắp không cô ơi? Chị gửi em. Cảm ơn. Được nửa mâm rồi đó cả nhà. Hôm nay là hiếm sáu không có bán bún. Cho nên là chị lên bán sớm. Một gói luôn, có ngay. Ăn liền luôn hả chú Nam? Ừ. Con biết con Trang được. Rồi, dạ 5 ngàn. Con hỏi lại 5 ngàn luôn. Cảm ơn chú Năm. Bắp hột ơi. Bắp hột. À bà Hai ơi. Bán một gói 5 ngàn. Một gói 5 ngàn. Ủa bà hai biết cái sự tích bắp chà này không? Con thấy nó nguyên hộp không? Sao kêu gọi bắp chà? Thì nguyên hộp người ta nấu, người ta mới lấy thúng ta chà cho sạch cái vỏ ngoài. Ủa vậy hả? Ta mới hầm cho mềm lại. Ồ, hèn chi.
Sao con nghe nói là bắp chà mà sao con bắp, thấy nguyên hộp bắp không? Bắp trắng kia là ta kêu bắp giả, ta giả ngâm dâu rồi ta bông giả cho tróc vỏ ra, nhỉ ra là ta mới... Bắp trắng là cái loại bắp hầm đúng không? Ừ, ta kêu hầm, à, chà. Thì ra là vậy. Bắp xôi, bắp vàng là bắp xôi thì con biết rồi, tại vì mình ở đây hay làm. Rồi con gửi ba hai, chúc ba hai ngon miệng. Chín một hộp luôn hả Chín? Nay chuẩn bị đi đâu hay vợ? Đi đâu? Đi khám bệnh. Đi khám bệnh hả? Bị gì nữa rồi? À. Thuốc không dậy nửa tháng rồi vẫn hết. Bác Chín chở đi ha. Ăn liền luôn không Chín, con để đường. Để đường. Ổng có chở đâu, ổng nằm, ổng nằm ở nhà. Rồi từ đấy ổng đi đâu? Chín đi xe đò hả? Dạ có chứ. Con tự chính ăn liền. Chị Chính dưới đò nè. Dạ, rồi con gái. Thôi thôi nha. Cảm ơn Chính luôn nha. Rồi, chào chị chúc. Để đừng ghiêng ha. Dạ, chung. Chung luôn hả? Nay không có đi học phải không Ngà? Dạ. Ngọc Ngà đó hả? Phải không? Mẹ đặt tên Ngà là Ngọc Ngà đó phải không? Ngọc Ngà mà thấy hương hương con Nga không à, không có hương Ngà gì hết trơn á. Hai hộp. Dạ. Nhìn mà món này bán cũng đắt quá cả nhà ơi. Rồi ba hộp, chị lấy cho cái bọc cho dễ cầm. Rồi đây cho chị gửi em. Cảm ơn em nhiều. Này là thấy giật on on rồi đó nha. Bắp hộp chị. Dạ. Bắp chè. Bà Út đi chợ mới về. Dạ. Dạ, một hộp bắp. Bà Út đại nón đi chợ. Bà Sáu. Con ngồi ngay đường đi đón bà Út. Con phải đón bà Út mới được chứ. Chịu luôn. Chịu cũng quay luôn. Cái gì cũng quay hết ha, ha bà Út. Mỗi lần mua đồ mấy đứa bán đồ là mà lần quay gặp mẹ thấy xin cũng tao mà mua cũng có bao luôn. Gì cũng có hết rồi. Mai lát thì mua cho lấy mai mấy ngàn. Dạ 5 ngàn à. Nhỏ cho. Dạ còn ơi mấy hộp. Ờ đếm để con đếm cho. Bà Sáu đứng đợi đó đi con đếm cho. Đếm mấy hộp. Dạ rồi con cảm ơn bố. Bà Sáu đứng đó để con đếm cái nghe bà Sáu. Chú. Dạ dạ. Chờ con chút nghe bà Sáu. Bà Sáu đứng đó chơi đi lát con trừ hao cho con hộp. Chị về ghé mua tiếp đó nè hả? Ờ tưởng đâu chị nó còn mấy cái nữa đó. Rồi cho con gửi chú. Giờ vậy lại mốt nè. Cảm ơn. Bắp hộp. Bắp hộp, bắp hộp. Bắp này có găng thì nha. Có găng. Chịu trả nước trọng đó. Không, cái này nuốt trọng như uống thuốc hay bà sao? Nuốt trọng đi. Ăn nó lâu đói. Lâu đói. Ăn gì ăn? Ăn
ăn liền không bà Sáu? Con à, là con biết xíu qua xíu lại nuốt. Bắp chà chú Ninh, chú Ninh chở bột đi chợ con sắp đậu rồi mua nó ai không ai bán gì hết rồi. Dạ con gửi bà Sáu bởi vậy đường miếng thôi lại ba miếng lời còn thêm hộp bắp cái nữa quá dữ quá lời vậy. Dạ hộp ăn liền không để con để chạy dạ. Chạy dạ ha để con để đường riêng để nó chảy ra mất công nó không ngon. Sáu dạ trả dùm cho chú Ninh luôn, trả dùm chú Ninh luôn ha, chờ con xíu luôn bố ơi, con dít hộp nữa. Để chung luôn đi vì chia ra. Để chung hết hả? À, để chung thôi, đừng để dừa. Đừng để dừa, bố không ăn dừa. Nhà bố mãn năm tao có ăn mua dừa đó. Đúng ăn. Mấy hộp sao? Dạ. Dạ con chút. Rồi con gửi bà Út. Cảm ơn bà Út với chú Ninh luôn. Ăn liền luôn hay sao? Dạ. Rồi, cho con gửi. Cảm ơn Sáu luôn. Bắp luôn chưa Nam? Bắp một. Rồi, giúp con hộp. Dạ. Ăn luôn con, để đường chung luôn ha. Dạ 5.000 à. Con bán chỉ giá 5.000. Bố con giá con bố ơi 5.000 đó. Dạ. Rồi con gửi chú Năm. Cảm ơn chú Năm luôn. Đi chợ mới về đó hả bố? Ủa bữa nay hàng nhỏ đâu? Còn ngủ chưa hết kìa. À, dạ. À, quên bữa nay chủ nhật chú Phong được nghỉ. Oh, hello. Rồi con gửi bố. Để con để vô cái bọc. Thôi, cho. Bọc đi đây ta cầm. Dạ, rồi cảm ơn bố nhiều. Mấy hộp? Một hộp hả? Ồ. Bây giờ Nga có ăn cái này không? Không có ăn hả? Ăn sáng. Ăn gì? Sáng ăn gì? Hủ tiếu. Hủ tiếu hả? Tròn ơi, đã dữ ta. Rồi đây cho chị gửi, chị hồi tiền cho. Rồi, cảm ơn nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn em. Bốc đi mặn bốc. Dạ bắp, bắp chà bố ơi. Bắp 5.000. Dạ. Bà ba sao chạy luôn bà ba. Bà ba ơi bà ba. Bắp ế nè bà ba ơi. Bắt năm đi mặn mới vô bắt năm. Bốc đấy vừa không bốc. Bốc ơi để dừa. Dạ. Có để đường chưa? Đây con lấy để đường riêng. Dạ. Cho bột hai gói đường luôn.
Dạ, quên. Bà Út không có lấy bọc. Con biết, con biết. Cảm ơn bà Út nghe bà Út. Còn đó mảo hai cái đó hết đi. Này chừng hai gói gì bác Năm? Bữa nay bác Năm mảo hết luôn. Mới bán cả chồi được bao nhiêu nè. Bán được gì phải vô sớm sớm lận mảo hết cái mầm. Này con chia cái hết hai cái hộp luôn là vừa đủ luôn. Này giàu Út ăn, nghèo Út chịu quá nha. Rồi cho con gửi bác Năm hết hộp hết muỗng luôn. Vừa hết mâm. Rồi cho con gửi. Cảm ơn bác Năm nhiều. Trời ơi bác Năm mảo mảo cái hết trơn luôn nguyên mâm, sướng gì đâu. Hết rồi. Nãy ta kêu không mua hết cái kêu, hỏi ai mua không, còn hết. Đây hầm. Dạ hết rồi bà ba ơi. Bà ba lại trễ rồi. Dạ. Con mới vừa hết luôn. Tiền đóng tiền sắp hoài sắp không hết cả nhà. Hồi nãy tiền thoại thì Diện cũng đã đổi để vô cái bọc hết rồi. Này chỉ còn cái tiền bán cái mâm bắp hầm ngày hôm nay, ủa bắp sơ bắp chà ngày hôm nay. Rồi xong rồi cả nhà. 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 101, 102, 103, 104, 106. 106 là mình lời được 40.000. Cái mâm này là mình mua 120.000 á cả nhà. À, thì buổi sáng bán cái mâm bắp chà cũng lời được 40.000, cũng đủ tiền cho mấy đứa nhỏ ăn bánh cả nhà ơi. Thì thôi bây giờ mình cũng xin tạm dừng video tại đây nha. Kính chúc quý ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video thật là vui vẻ luôn. Giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.